cái câu A La Mã hay là những cái bài tập liên quan đến kiến thức của chương ma trận. Thì mình sẽ đi vào giải bài đầu tiên của ba la mã. Ở đây người ta cho mình một cái ma trận vuông cấp 3, và trong đó thì có chứa tham số A. Người ta yêu cầu mình tìm giá trị của A để cho cái ma trận A này không suy biến. Thì trước khi mà đi vào để giải được cái bài này, mình sẽ nhắc lại một xíu về cái điều kiện liên quan đến suy biến và không suy biến của ma trận. Rồi thì như vậy, ma trận sẽ không suy biến hay còn gọi là ma trận khẳng định. Khi mà đét của A phải khác không, và ngược lại trường hợp ma trận suy biến hay không khẳng định. Khi đét của A bằng 0 thì cái điều kiện này mình lý giải từ cái công thức tính nghịch đảo. Thì cái cụm từ khẳng định ở đây chính là có khả năng nghịch đảo. Như vậy thì biểu thức A mũ trừ 1 bằng 1 phần S của A nhân cho C mũ T. Thì cái biểu thức A mũ trừ 1 nó sẽ tồn tại khi mà cái giá trị dưới mẫu, tức là S của A phải khác 0. Như vậy thì mình nói ma trận sẽ khẳng định khi mà S khác 0, và ngược lại sẽ không khẳng định khi mà S bằng 0. Thông qua đó thì mình cũng thấy khẳng định hay còn gọi là không suy biến, và không khẳng định thì là suy biến. Với cái bài toán này thì người ta yêu cầu mình đi tìm cái giá trị A để cho ma trận này không suy biến. Như vậy thì mình đối chiếu với lại bên đây, mình thấy mình phải đi tìm được cái giá trị A để cho đét A khác không. Thì trước khi mà đi vào giải cái điều kiện này, mình sẽ tiến hành đi tìm đét của A. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái khai triển Laplace để mình đi tính định thức của A. Trước khi mà sử dụng cái khai triển này thì mình sẽ chọn một hàng hoặc một cột bất kỳ trong ma trận A để làm chuẩn. Thì ở đây nếu như mà mình chọn những cái hàng hoặc cột bất kỳ mà mình chọn khác nhau thì cái giá trị định thức cuối cùng của mình cũng sẽ là như nhau. Ở đây mình sẽ chọn cái cột thứ ba để làm chuẩn. Thì sau khi mà mình đã chọn một hàng hay một cột thì mình sẽ bắt đầu viết cái khai triển này ra. Rồi nó sẽ bằng tổng của các cái tích số giữa A nhân C, với A là các cái phần tử nằm ở trên cái cột hay hàng chuẩn mình chọn, còn C là những cái phần bù đại số tương ứng. Thì ở đây mình chọn cái cột thứ ba, mình có A13 nhân cho C13 cộng phần tử thứ hai trong cột này là A23 nhân cho C23 và cộng A33 nhân C33. Như vậy thì các cái phần tử A13, A23 và A33 này thì mình có thể lấy từ trên cái ma trận đề bài cho. Còn lại các cái C này chính là những phần bù đại số, thì mình sẽ tiến hành đi tính. Thì mình thấy phần bù đại số ở đây viết dưới dạng tổng quát C y chi sẽ bằng trừ 1 mũ y cộng chi nhân cho m y chi. Ở đây là phần bù đại số trên hàng y và cột chi thì nó sẽ bằng trừ 1 mũ y cộng chi nhân cho m y chi. Thì m y chi ở đây chính là cái định thức của ma trận ban đầu sau khi đã bỏ đi hàng y và cột chi. Ví dụ ở đây với cái bài bên đây thì C13 là cái C mình cần ở trong định thức, nó sẽ bằng trừ 1 mũ 1 cộng 3 nhân cho M13. Thì M13 được tính bằng định thức của ma trận ban đầu sau khi đã bỏ đi hàng 1 và cộng 3. Rồi thì mình thấy dựa vào cái ma trận A để bày cho, sau khi đã bỏ đi hàng 1 và cộng 3 thì mình còn lại 4 phần tử này, mình sẽ đi tính định thức của nó. Định thức của 1, 1, 13, trừ 3. Như vậy thì trừ 1 mũ 4 thì bằng 1. Còn định thức này thì sẽ bằng trừ 3 trừ cho 13 thì sẽ bằng trừ 16. Như vậy thì mình ghi vào đây. Đầu tiên A13 là bằng 0 nhân cho C13 là trừ 16.
kế đến A23 là 4, rồi nhân cho C23 thì C23 ở đây nó sẽ bằng trừ 1 mũ 2 cộng 3 nhân cho cái định thức của ma trận này sau khi nó bỏ đi hàng 2 và 1, 3. Rồi, đây chính là C23. Và cộng tiếp cho A33 nhân C33 thì A33 là cái tham số A của mình nhân cho C33. Ở đây C33 của mình sẽ bằng trừ 1 mũ 3 cộng 3 nhân cho M33, tức là cái định thức của mặt trận ban đầu sau khi đã bỏ đi hàng thứ 3 và cộng thứ 3. Tức là định thức của 4 cái phần tử 7 trừ 1 cộng 1 thì cái định thức này mình tính ra bằng 8. Rồi sau đó thì mình thu gọn cái det này lại. Thì mình sẽ bằng 32 cộng 8A. Và sau khi đã có được cái biểu thức det này thì mình đối chiếu với cái điều kiện mình cần đi giải để ma trận A không suy biến. Rồi, để ma trận A không suy biến thì det A phải khác 0. Như vậy thì lúc này suy ra 32 cộng 8A phải khác 0. Và tương đương A phải khác trừ 4. Thì đây là cái điều kiện giá trị A ứng với lại cái yêu cầu của đề bài để cho ma trận A không suy biến.